Ngày 1 tháng 1 năm 2024 Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Theo tin mừng Luca chương 2 câu 16 đến 51 Các người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi được đủ 8 ngày Người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-xu anh chị em thân mến, hôm nay ngày đầu năm mới dương lịch, giáo hội long trọng mừng kính Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là ngày cầu xin cho hòa bình thế giới. Công đồng Epheso năm thứ 431 đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa để tôn vinh Thiên Chúa là Đấng đã chọn Đức Mẹ Maria là mẹ của Đấng Cứu Thế, là Đức Chúa Giêsu và đồng thời đề cao vai trò của mẹ trong việc đồng công cứu chuộc loài người với Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Đức Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người sinh bởi công lòng trên nữ maria do đó ngài vừa là thiên chúa vừa là người như chúng ta chính ngài là đấng messiah mà môn dân trông đợi là đấng mà các tiên tri đã loan báo là đấng sẽ đến để cứu nhân loại khỏi bóng đêm tội lỗi chính ngài trong bản tính thiên chúa thì là thiên chúa đồng bản tính với chúa cha và Chúa Thánh Thần. Trong bản tính nhân loại, Ngài là con của Đức Trinh Nữ Maria mà công đồng. Nica đã long trọng tuyên bố xác tín và mỗi ngày Chúa Nhật hay lễ trọng, chúng ta đều tuyên xưng trong thánh lễ qua kinh tiền kính. Đức Chúa Giêsu là đấng mà Thánh du An tiền hô đã nói: Ngài đến sau tôi nhưng có trước tôi. Doan chung một câu 30B Cũng có nghĩa là với bản tính loài người Đức Chúa Giêsu sinh sau Thánh Doan Tiền Hô Nhưng với bản tính Thiên Chúa Thì Ngài đã có trước Thánh Doan Tiền Hô Và như Thánh Doan tông đồ đã xác quyết Lúc khởi đầu đã có ngôi lời Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. An chương 1 câu 1, Ngài đã xác tín Đức Chúa Giêsu là ngôi lời, tức là Thiên Chúa. Như vậy, với các chứng cớ xác thực trên thì Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài thật sự là con của Đức trinh nữ Maria, do đó Đức mẹ Maria là mẹ của Đức Chúa Giêsu và cũng là mẹ Thiên Chúa. Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Không ai thấy được Thiên Chúa bao giờ, nhưng việc Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu là một hồng phúc cho nhân loại. Vì qua ngày mà nhân loại thấy được Thiên Chúa, không thể thấy. Qua ngày, chúng ta thấy được tình yêu trọn vẹn mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại chúng ta. Đức Mẹ Maria là mẹ thật của Đức Chúa Giêsu cho nên mẹ cũng là mẹ Thiên Chúa như lời tiên tri Isaiah đã loan báo. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Isaiah chương 7 câu 14 Đấng Emmanuel ấy chính là Đức Chúa Giêsu được Đức Maria sinh hạ trong hang lừa mắng cỏ tại Bethlehem. Chỉ có là mẹ Thiên Chúa Đức Mẹ Maria mới ghi nhớ trong lòng những mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã thực hiện trên con người của mẹ và nhất là nơi những lời nói và việc làm của Đức Chúa Giêsu như lời Thánh Luca đã viết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Luca chương 2 câu 19. Đức Mẹ Maria, mẹ của chúng ta Thánh Gioan Thông Đồ, người đã tận mắt chứng kiến cái chết của Đức Chúa Giêsu đã tường thuật lại. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Thánh Gioan Thông Đồ, đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Gioan chương 19, câu 26 đến 27. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một người mẹ sinh ra mình. Nhưng chúng ta lại càng diễm phúc hơn khi có một người mẹ trên trời hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Đó là Đức Mẹ Maria. Mẹ không những là mẹ mà là còn đấng cầu bào cho chúng ta. Rất có thần thế trước mặt Thiên Chúa Do đó, chúng ta hãy luôn tin tưởng và phó thác cuộc sống của mình cho mẹ. Bởi vì ngay khi chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Hủng hộ là Đức Mẹ Maria với tấm lòng người mẹ. Nhất định mẹ sẽ không bao giờ để con cái mình phải bơ vơ đau khổ ở đời này. Anh chị em thân mến, mừng kính lệ Đức Mẹ Maria. Mẹ Thiên Chúa là chúng ta trân trọng công việc đồng công cứu chuộc loài người nơi mẹ là chúng ta tôn vinh mẹ là nữ tỳ khi mạ được Thiên Chúa tôn lên là mẹ của người là kho tàng mọi ân sủng của Thiên Chúa mừng kính lệ mẹ Thiên Chúa chúng ta phải luôn học hỏi các gương lành của mẹ nhất là nhân đức khiêm tốn và văn phục chính hai nhân đức này mà Thiên Chúa đã nhắc mẹ lên tận trời cao Trên các thiên thần Và ưu ái đặt mẹ là mẹ Thiên Chúa Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi này và trong giờ lâm tử AMEN Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta Bài của Linh Mục Duce Maria Nhân Tài